À, chào các bạn. Thì mình giới thiệu một combo đa ứng dụng nha, đa ứng dụng sử dụng động cơ servo. Servo này cũng đa công suất luôn, chứ không chỉ một công suất. Ở đây mình đang ráp cho khách là công suất 400W Mitsubishi. Thì tùy ứng dụng, tùy nhu cầu mình có thể ráp công suất lớn hơn. Và thêm nữa thì cái IC nó sẽ IC công suất á, IC bo xe đạp điện nó sẽ có công suất lớn hơn. Thì đây mình đã đấu hết rồi. Ở đây ra núm vặn điều chỉnh không tốc độ này. Tốc độ này cũng mình cũng sẽ sao ta làm cho nó phù hợp với yêu cầu của bạn. Có những khách á, chỉ cần chạy tour khoảng 1.000 vòng đổ lại thôi, nhưng có khách á, thì cần cần lớn hơn. Ví dụ như có một khách ở Long An á, chế máy quay đầm tôm á, máy quay nước đầm tôm á, để kéo á. Trước đây thì khách đó sử dụng là động cơ dầu á, chạy rất là ô nhiễm luôn. Dầu nó từ từ nó cứ chảy xuống cái đầm tôm á, gây ô nhiễm và tốn kém điện á. Nhưng mà sau đó thì mình đã chế một bộ có vòng tua lớn hơn, vòng tua đạt yêu cầu cho khách đó là 1.600 vòng. Thì công suất ba khách đó cầu yêu cầu là khoảng 1,5 kg á, 1.500W á. Thì bộ đó mình làm rồi, mình gửi đi rồi, nhưng mà mình tiếc là mình không không có quay video lại. Thì bộ này mình làm cho khách này á, thì không yêu cầu tốc độ cao, chỉ tầm 1.000 vòng đổ lại thôi, thì cái động cơ này đáp ứng, nếu mà không cần mod gì nữa cả thì nó đáp ứng được, động cơ servo này đáp ứng được bình thường. À, chỉnh tốc độ nè, chỉnh tốc độ thì lần đây là 2 dây đảo chiều, 2 dây đảo chiều. Thì lần này á, khách này có thêm một nhu cầu nữa là dùng một con vi điều khiển trong đây nè, điều khiển để cho nó chạy thuận nghịch á, liên tục luôn qua hai cái relay, hai cái công tắc hành trình, để khách đó ráp lên một cái combo gì mình không biết, nhưng mà khả năng là combo nó có hành trình tới lui á. Nó có giống như cái này nè, giống như trụ jack nè. Thì khách đó cái đó thì công ứng dụng mình không rõ khách đó ráp vào chính xác là cái gì, nhưng chắc chắn nó sẽ vào một cái hành trình có khả năng trượt tới lui liên tục. Thì mình thấy với cái điều kiện của cái sản phẩm mà khách đặt đó thì đa phần là nó trượt như vậy. Và nó có hai công tắc nha, này công tắc hành trình nè, hai cái nó sẽ chia qua đây một cái. Và công tắc hành trình này các bạn có thể di chuyển tới lui dựa theo một cái ở đây có một cái ray nhỏ đó, ray nhôm á, nhưng mà cái này lại không có. Thì cái thanh này nè, khi nó chạy tới nó quẹt vào là cái ở giữa hai con sensor này nè, thì nó sẽ ngưng lại và nó đảo chiều qua lại. Thì đa ứng dụng nha, đa ứng dụng luôn. Nhưng mà mình thấy có nhiều khách hàng họ chế máy rải dây á, tức là ở ở kia có một cuộn dây nó đang cuộn á, thì nếu mà không có bộ rải dây này á, nó sẽ không thể rải được cuộn đều qua lại đều trên cái cuộn lõi á, lõi cuộn á, nó sẽ bị ùn ứ một chỗ. Nhưng mà khi có cái bộ rải dây này nè, thì sau khi cuộn xong rất là đẹp luôn, tại vì nó chia đều ra hết cuộn dây đó. Thì các bạn có thể chỉnh được tốc độ rải dây và hành trình rải dây đó, và cái hành trình đó không giới hạn luôn. À, cái bộ trượt như vậy, hoặc là một cái bánh xe vòng tròn có thể quay tới quay lui đa ứng dụng. Thì cái combo này các bạn có thể chế đa ứng dụng, có thể đưa vào bộ trượt gọi là trục jack, hoặc là một cái vòng lập kiểu hình tròn á, nó cứ tới lui á, để tạo nên một cái chức năng mà mình mong muốn đó. Thì tại sao bạn đó yêu cầu là cái động cơ servo này? Thì trước đây á, thì những ứng dụng như vậy á, đa phần sử dụng động cơ bước á. Đa phần là đều dùng động cơ bước. Thì động cơ ở ở điều kiện bạn này đặt á, thì động cơ bước không đáp ứng được. Tại vì khi chạy tốc độ cao á, cái mô men xoắn của cái động cơ bước này nó sẽ bị giảm xuống rất là nhiều, không đáp ứng được, nó không còn đủ lực nữa. Ví dụ như đây đang chạy không tải đi, nhưng mà khi có tải động cơ bước nó sẽ bị trượt.
nó trượt ở một số thời điểm nhất định, ví dụ như thời điểm đảo chiều đột ngột thì nó không đáp ứng được cái mô men xoắn thì nó sẽ bị trượt bước và gây ra sự mất chính xác của sản phẩm. Thì lần này và thêm nữa thì nếu mà lập trình vi điều khiển cho cái con động cơ bước thì nó quá dễ đi, tại vì đa phần mọi người đều đều lập trình cho nó cả. Nhưng mà để mà viết code để điều khiển mà cái con viết code để điều khiển cái con động cơ xẹt vô mà chạy qua một cái IC xe đạp điện thì mình thấy ít ít có bạn nào đang viết code nó, đang điều khiển nó bằng cách này. Nhưng ở đây thì mình đã con vi điều khiển nano nè, mình đã viết code điều khiển nó sau một thời gian nghiên cứu thì đã xong. Thì ở tốc độ cao nó vẫn đảo rất là ổn định nè, đảo rất ổn định, rất là thú vị, có đa đa chức năng, đa ứng dụng, thú vị. Ok, thì không chỉ cái ứng dụng như vậy mà bên mình nó có nhận hoàn thành hoặc là chỉ viết code không cho riêng lẻ cho một ứng dụng nào đó qua vi điều khiển để điều khiển động cơ bước hoặc là động cơ servo hay là động cơ rút led. Tất cả mình đều đã làm qua hết rồi. Động cơ rút led, động cơ không chổi than á, thì cả ba loại động cơ này mình đều đã sử dụng code điều khiển nano điều khiển cho cả ba động cơ, mình cũng đã làm qua hết. Cho nên bạn nào có nhu cầu á, giống như muốn làm một dự án nào đó thì cứ inbox mình, báo điều kiện gia công sản phẩm thì mình sẽ báo giá và thực hiện. Ok, thêm nữa thì bạn nào muốn cần code này á, mình cũng có share code. Bạn nào muốn code này á và sơ đồ đóng nối á, thì ở dưới phần video mình để cái cách để mà nhận được code á. Đơn giản là các bạn thấy có ý nghĩa, các bạn muốn có code thì các bạn cho mình một đăng ký cộng một like vậy thôi, đơn giản, và gửi cho mình cái email, mình sẽ gửi code và sơ đồ đấu nối qua email. Thì combo này là mình làm hoàn thiện rồi, về khách chỉ đấu vào 24V thôi mà chạy. Đây thì mình có chống ngược cực một con diode rất là an toàn và tiện lợi, khách về cứ chỉ việc đấu vào mà sử dụng thôi. Rất đơn giản và hiệu quả, và hàng có bảo hành, bên mình những sản phẩm là có bảo hành, tùy sản phẩm, tùy 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 sản phẩm khác nhau, nhưng mà đa phần là từ 3 tháng, 6 tháng, thậm chí đến 1 năm, 12 tháng. Tức là có một cái máy in lụa, in ly chứ, máy in ly 20 không chồng màu, mình đã bảo hành 12 tháng cho khách. Mình cũng đã có một video ở trên cái kênh của mình về sản phẩm đó, làm cho một khách ở Long An á. Ok, thì video tới đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại những video tiếp theo.